Thân ái chào các bạn. Hôm nay mình cung cấp cho các bạn một cái căn nhà ở đường Trần Quang Diệu, hẻm 108. Đây là một cái con đường thuộc trung tâm mua sắm thời trang của quận 3. Rất sầm uất và đông đúc, người ta thường làm mở cửa hàng online cũng như offline. Trước khi đi vào chi tiết, mời các bạn đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn. Mình đang đứng trên đường Trần Quang Diệu đây. Cái hẻm trước mặt các bạn là 118 đường Trần Quang Diệu. Hẻm này đi vào cũng được tại vì hẻm này rộng, mình quay cho các bạn xem. Đó, hẻm này xe hơi các bạn nhìn thấy chạy ra không? Rồi, bên tay trái các bạn là đi về Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, Trần Huy Liệu, Bệnh viện Mắt An Sinh, đi về sân bay chừng khoảng 10 phút. Bên tay phải các bạn đi về Lê Văn Sĩ, đó cũng là một cái thiên đường thời trang, dọc theo cái tuyến đường Lê Văn Sĩ, đi ra qua Hòa Hưng, đi về Chợ Lớn, đi về Kỳ Đồng, đi về chợ Nguyễn Văn Trỗi, ký túc xá Đại học Sư phạm. Đó là sơ bộ cái quang cảnh toàn bộ khu vực. Bây giờ mời các bạn đi vào căn nhà. Cái hẻm trước mặt các bạn đây là cái hẻm 118, hẻm xe hơi. Mình đi vào nhà cho nó tiện nha các bạn. Đây là một cái khu dân cư rất là đông đúc và ổn định. Khu vực này người ta kinh doanh thời trang như giày dép, áo quần, rất là đông đúc. Ở đây người ta sẽ làm những cái shop thời trang, và ở phía khu vực trong đây thì người ta làm kho chứa và kinh doanh online, bán hàng trên Shopee, Lazada. Thành thử là đây là một trong những cái trung tâm mua sắm rất là sầm uất. Nó nằm trên đường Trần Quang Diệu, quận 3. Rồi ngoài hẻm đi vô đây, cuối hẻm các bạn quẹo phải và chạy tới chút xíu nữa thì bên tay phải các bạn luôn có cái hẻm 108 và các bạn chạy vào nhà. Nghĩa là đường này mình ra đường Trần Quang Diệu cũng được các bạn này, nhưng mà nó nhỏ hơn chút. Mình đi cái đường này là đường xe hơi, vô tận đầu hẻm luôn. Đây là cái căn nhà trước mặt các bạn đây, có ngoài cùng là có một cái lớp cửa cuốn nữa các bạn. Đó, số nhà là 108/21 Trần Quang Diệu. Và mình xin thông báo với các bạn là căn nhà này sẽ được chủ nhà bán trực tiếp với số điện thoại ở trên màn hình, các bạn có thể liên hệ và đàm phán, nghĩa là không qua trung gian nào nữa. Đó, điện thoại của anh Quân, hai cái số điện thoại ở trên. Diện tích căn nhà là chiều ngang 4m2, chiều dài 8m1 và nở hậu là 6m3. Công nhận trong sổ là 38,6m2, sổ hồng riêng. Căn nhà tọa lạc vào hướng Nam. Căn nhà gồm một trệt, hai lầu và sân thượng. Tổng diện tích sàn xây dựng là trên 139m2 sàn. Đã hoàn công đầy đủ. Đó, khi bước vào căn nhà thì ngoài cái lớp cửa cuốn và cửa kính thì nó là một cái phòng khách. Rồi, mình xin giới thiệu giá cho các bạn luôn là giá chính chủ ngay, giá của anh Quân đưa ra đó. Có số điện thoại ở dưới đó các bạn. Là 6,5 tỷ còn thương lượng. Đó, mọi việc giá cả các bạn có thể, nếu mà ưng ý đó thì gọi điện trực tiếp cho anh Quân chủ nhà để mà thương lượng cũng như trả giá. Đó thì ở dưới khu vực trệt này thì ngoài cái phòng khách đi vào có cái khu bếp và cái phần nở hậu đó, người ta làm một cái nhà tắm. Đó, ở dưới tầng trệt này thì cái nhà tắm cũng đầy đủ các bạn ha, cũng gạch ốp này, cũng lavabo bàn cầu, cũng vòi sen. Đó, phía trong này là cái bếp đầy đủ tiện nghi luôn, tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Đó, đá mặt đá bếp cũng bằng đá granite. Nếu các bạn nhìn từ trong ra ngoài đó, các bạn nhìn thấy căn nhà không? Rất là rộng rãi. Thành thử các bạn có thể làm kinh doanh được luôn các bạn, kinh doanh online đồ rất là ngon lành. Khu vực này là trung tâm của quận 3 đó, khu vực buôn bán rất sầm uất về các cái thời trang như mắt
kính này, rồi áo quần này, rồi giày dép này, thấy không? Rất là đầy đủ. Rồi giờ mời các bạn đi lên lầu 1. Bên lầu 1 thì các bạn vừa bước lên á, thì bên tay trái có một cái phòng giống như phòng kho á, hoặc là các bạn chứa đồ, cũng có vài cái kệ, vài cái gác treo để các bạn đựng đồ ở khu vực này. Rồi đi vào bên trong thì các bạn thấy có một cái phòng ngủ này, nó cái phòng ngủ khá rộng. Đây đây là cái phòng ngủ ở lầu 1 đây các bạn. Phía trước nhà cũng có một bộ để bộ cửa 4 cánh để nhìn ra ban công, có màn che. Phía bên trong này cũng có thể kê tủ này ha, đựng quần áo. Đặc biệt các bạn, đặc biệt ở đây có một cái nhà tắm ở trong phòng ngủ luôn. Rất là tiện ích các bạn ha. Đây các bạn nhìn ra cái ban công phía trước này. Căn nhà cũng khá thoáng các bạn ha, căn nhà khá thoáng. Đây, giờ các bạn đi vào cái phòng, cái nhà tắm này, ở trong phòng ngủ này đây. Đó, cũng đầy đủ tiện nghi và rộng rãi các bạn ha, đầy đủ tiện nghi và rộng rãi. Đó, đây là cái khu vực vệ sinh của cái phòng ngủ ở lầu 1 đây. Thì ở đây chỉ có một cái phòng ngủ duy nhất các bạn ha, ở lầu 1 chỉ có phòng ngủ duy nhất, có vệ sinh ở trong phòng. Và đặc biệt là có một cái kho phía sau dùng để đựng, có thể là đựng đồ đạc các thứ. Rồi tiếp tục mời các bạn đi lên lầu 2. Đó, đây là cái lầu 2 này các bạn. Lầu 2 thì lên bên tay trái các bạn là có một cái nhà vệ sinh ngay cái khu vực mà nở hậu đó. Đây, đây là cái nhà vệ sinh đây, cũng đầy đủ tiện nghi ở trong đây các bạn ha. Đó, và ở lầu 2 này thì có được hai phòng ngủ. Mình sẽ quay cái phòng ngủ lớn trước và cái phòng ngủ nhỏ phía sau này đây. Các bạn cũng có thể làm phòng kho. Đó, đây là cái phòng ngủ phía trước đây. Cũng đầy đủ ha các bạn ha. Đó thì như mình đã nói đó, với giá là 6,5 tỷ. Còn thương lượng, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với chủ nhà anh Quân với hai số điện thoại ở trên màn hình. Và các bạn đàm phán trả giá hoặc là xem nhà. Nghĩa là anh chủ nhà không tiếp môi giới nha các bạn ha, không qua trung gian. Các bạn làm việc trực tiếp. Đó, đây là cái phòng ngủ ở lầu 2. Cái phòng lớn các bạn ha. Và bên tay trái các bạn đây này, có một cái phòng ngủ nhỏ nữa đây. Hoặc là các bạn để làm phòng làm việc hoặc phòng kho đều được. Hoặc là phòng ngủ. Nhà cũng còn khá mới các bạn, nhà cũng còn khá mới. Và chỉ việc về dọn về ở thôi. Như mình đã nói đó thì các bạn liên hệ trực tiếp với chủ nhà và giấy tờ sổ sách đều đang ở nhà các bạn ha. Các bạn có thể công chứng liền trong ngày. Rồi giờ mời các bạn đi lên sân thượng. Đó, sân thượng thì bên tay trái các bạn cũng có một cái phòng đấy các bạn này. Nghĩa là cái phần mà nở hậu đó là bố trí rất là hợp lý. Và nguyên cái sân thượng phía trên này các bạn đang để trống luôn. Đó, khá rộng rãi này các bạn ha. Trên này các bạn có thể cải tạo thành cái phòng ngủ cũng được này. Đó, phòng làm việc cũng được này. Phòng chứa đồ cũng đều được này. Phòng kho này. Hoặc là nhân viên làm việc này. Đó, như mình nói là khu vực này là khu vực mà kinh doanh rất là sầm uất. Và đa số ở trong này đó là người ta đều kinh doanh online, offline, chứa hàng và giao hàng trên các cái nền tảng như Shopee, Lazada. Và người ta mua bán rất là nhộn nhịp.
tại vì nó nằm ngay cái trung tâm mua sắm trên đường Trần Quang Diệu, quận 3, sát với bên Lê Văn Sĩ, nghĩa là một cái tuyến đường toàn là thời trang. Đó, đây là toàn bộ khu vực sân thượng. Và cuối cùng là có một cái thang lên mái, thang xoắn lên mái. Trên đây cũng được đổ bê tông để bồn nước đồ các thứ các bạn ha, và có một cái khoảng không khá rộng. Đó, các bạn có thể tận dụng để làm tất cả mọi việc. Nói chung căn nhà này là khá hợp lý. Và với giá là 6 tỷ rưỡi còn thương lượng, các bạn cứ liên hệ trực tiếp với chủ nhà anh Quân qua số điện thoại ở trên. Đây, và cuối cùng là cái hồ sơ pháp lý. Số nhà là 108/21 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3. Và diện tích công nhận trong sổ là 38,6 m². Đất thổ cư. Và đây là cái sơ đồ, kích thước cũng như là cái bản vẽ hoàn công. Một lần nữa, chúc các bạn luôn thành công may mắn. Và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chủ nhà để đàm phán về giá cả căn nhà ở trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.